Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng tại Ninh Bình mà bạn nhất định phải ghé thăm một lần trong đời. Nhắc đến Ninh Bình, người ta thường nhớ về cố đô, một vùng đất ghi rất nhiều dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc, và ngày nay nơi đây còn là một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm. Ngay bây giờ chúng ta cùng điểm qua 10 địa điểm du lịch tại Ninh Bình mà nhất định bạn phải ghé thăm một lần trong đời nhé. Cố đô Hoa Lư. Cố đô Hoa Lư tọa lạc trên địa phận xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, là kinh đô đầu tiên của nước ta. Đây cũng là một quần thể di sản thế giới được UNESCO công nhận. Khu di tích này bao gồm đền Vua Đinh, Vua Lê và một số công trình hạng mục khác, nơi ghi dấu những mốc son chói lọi lịch sử hào hùng của các triều đại phong kiến Việt Nam. Hiện nay, cố đô Hoa Lư trở thành địa điểm du lịch Ninh Bình yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là những người muốn tìm hiểu về lịch sử, cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Đền thờ Vua Đinh. Đền thờ Vua Đinh là địa điểm nhất định bạn phải ghé thăm nếu du lịch Ninh Bình. Đền thờ tọa lạc tại xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình, thuộc thành đông của kinh đô Hoa Lư xưa. Nơi đây được xếp hạng là quần thể di sản cố đô Hoa Lư thuộc địa phận bảo vệ đặc biệt. Năm 2014, đền Vua Đinh được vinh danh là quần thể di sản thế giới Tràng An do UNESCO công nhận, và có lẽ đây là nơi độc nhất ở nước ta thờ đồng thời Vua Đinh, song thân và các con của ông cùng nhiều bài vị của các tướng dưới thời Đinh Tiên Hoàng. Hàng năm khi du lịch Ninh Bình, du khách tìm đến đây để tỏ lòng biết ơn các vị anh hùng dân tộc và cũng là để hoài niệm về một trang lịch sử đã qua. Đền thờ Vua Lê. Đền thờ Vua Lê, nơi thờ vua Lê Đại Hành, Thái hậu Dương Vân Nga và Lê Long Đĩnh cùng bài vị của công chúa Lê Thị Phất Ngân và vị tướng Phạm Cự Lượng, nằm trong khu di tích lịch sử đặc biệt của cố đô Hoa Lư. Đền thờ này được đặt ở đông kinh đô Hoa Lư thời xưa, nay là làng cổ Yên Thành, xã Trường Yên, tỉnh Ninh Bình, cách đền Vua Đinh khoảng 300m. Khu du lịch sinh thái Thung Nham, địa điểm du lịch Ninh Bình nổi tiếng. Khu du lịch sinh thái Thung Nham với điểm nhấn là vườn chim tự nhiên. Đây là một trong những địa điểm tham quan được yêu thích nhất hiện nay. Vườn chim Thung Nham tọa lạc tại thung đồi Hải Nham, bao quanh là các dải rừng nhiệt đới cùng với dãy núi đá vôi, hang động và thung lũng. Không thể phủ nhận, nơi đây hội tụ mọi yếu tố để trở thành địa điểm du lịch Ninh Bình nổi tiếng, khi có đầy đủ từ văn hóa, tâm linh cho đến cảnh quan thiên nhiên đa dạng. Ngoài ra, khi đến đây, du khách còn có cơ hội được tận mắt nhìn thấy và khám phá cuộc sống của gần 40 loài chim với số lượng khoảng 50.000 con. Tam Cốc Bích Động. Tam Cốc Bích Động hay còn được biết đến với cái tên Vịnh Hạ Long trên cạn hay Nam Thiên Đệ Nhị Động, hiện đang là một trong số di tích lịch sử cấp quốc gia. Tam Cốc cùng quần thể danh thắng Tràng An là một trong số ít quần thể di tích quốc gia cần được bảo vệ đặc biệt, đồng thời còn là di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Chùa Bái Đính. Chùa Bái Đính là một quần thể hội tụ các ngôi chùa quy mô lớn nhất Việt Nam, với các kỷ lục nhất Việt Nam được xác nhận như pho tượng Phật bằng đồng cao và nặng nhất, có bộ tượng Tam Thế lớn nhất, Đại Hồng Trung lớn nhất, ngôi chùa có giếng lớn nhất và nhiều tượng La Hán bằng đá nhất. Chùa Bái Đính là địa điểm du lịch tâm linh tại Ninh Bình, sở hữu lối kiến trúc đồ sộ, nguy nga với quang cảnh như chốn Bồng Lai, khiến bất cứ ai khi đặt chân đến đều không khỏi chiêm bái trước vẻ đẹp thanh tịnh, không nhuốm bụi trần của nơi đây. Địa điểm du lịch Ninh Bình Hang Múa. Không quá nổi tiếng như Tràng An, Bái Đính, Hang Múa vẫn chiếm được cảm tình của du khách nhờ cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Điểm nhấn đặc biệt là thiết kế cung đường nối dài lên đỉnh núi với gần 500 bậc thang, trông như vạn lý trường thành thu nhỏ trên đỉnh núi Múa. Du khách có thể thu trong tầm mắt toàn bộ vẻ đẹp kỳ bí của khu Tam Cốc, được ngắm quang cảnh những cánh đồng, chiếc thuyền thấp thoáng xa xa. Nếu có cơ hội đến Ninh Bình, bạn nhất định không được bỏ qua một địa điểm du lịch tuyệt vời như Hang Múa đâu nhé. Du lịch Ninh Bình ở quần thể danh thắng Tràng An. Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và di sản văn hóa thế giới. Đây là địa danh gắn liền với tên tuổi và mỗi con người Ninh Bình, mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ kỳ bí, được tạo nên từ những dòng sông uốn lượn chảy qua dãy núi đá vôi trùng điệp cùng vô vàn những hang động huyền ảo. Tràng An được ví như thiên đường chốn trần gian, thu hút hàng triệu du khách ghé thăm mỗi năm. Tới Tràng An, du khách sẽ được ngồi thuyền trôi theo dòng nước, từ từ thưởng thức cảnh sắc tuyệt trần của thiên nhiên cố đô. Động Am Tiên, tuyệt tình cốc ở Ninh Bình. Động Am Tiên hay còn có một cái tên đậm chất thi sĩ hơn là tuyệt tình cốc, cũng là một trong số những địa điểm du lịch Ninh Bình nổi tiếng mà bạn nhất định phải ghé qua một lần trong đời. Nếu cảnh sắc của Tràng An có phần nên thơ huyền ảo thì tuyệt tình cốc lại sở hữu vẻ đẹp thơ mộng, đầy tĩnh mịch, đậm sắc thái u buồn nhuốm màu năm tháng. Hồ nước tại tuyệt tình cốc có màu xanh ngọc bích quanh năm, bao quanh là núi đá trắng lệ, tách biệt với thế giới bên ngoài tựa như chốn tiên cảnh, nơi trần gian bất khả xâm phạm. Đầm Vân Long. Nếu ai đã từng du lịch Ninh Bình và một lần ghé thăm đầm Vân Long, chắc hẳn không thể quên được vẻ đẹp non nước hữu tình mà tạo hóa đã ban tặng cho nơi này. Mặt hồ được ví như tấm gương khổng lồ xuôi theo chiếc thuyền nhỏ, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ hệ sinh thái thảm thực vật đa dạng bên dưới đầm Vân Long. Xung quanh là các loài chim, vọc cùng những khối núi đá vôi đồ sộ có tên gọi khác nhau như núi Mèo Cào, núi Mâm Xôi, núi Hòm Sách, núi Cô Tiên. Trên đây là những địa điểm du lịch khá nổi tiếng của Ninh Bình. Các bạn hãy đến đây và comment cảm xúc của mình khi đến mảnh đất này nhé.